Những đôi giày cao gót ngàn đô, nhưng, vẫn, khiến sao Hollywood vô ếch dễ như chơi, Lady Gaga, Rihanna, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker. Chi hàng trăm ngàn đô la, để mua những đôi giày cao gót nhìn thôi cũng đủ chẹo mắt cá chân. Trong khi chúng ta luôn chọn những đôi giày thoải mái nhất có thể, thì người nổi tiếng lại cắn răng, đi những mẫu giày trực chờ vô ếch. Dưới đây là 17 đôi giày made in Hollywood chỉ ngắm thôi cũng đủ chẹo mắt cá chân chỉ cần một mối dây bị tuột xuống, Rihanna sẽ có màn vô ếch nhớ đời tại Met Gala 2017. Sarah Jessica Parker chọn giày trong suốt để kết hợp với chiếc váy kèm áo choàng đồ sộ. Bạn có dám bước đi trên đôi giày cao 24cm trước mặt hàng nghìn người như Lady Gaga? Trong lễ trao giải Hollywood Beauty lần thứ tư, Britney Spears đi một đôi giày bí bách đến nỗi không, chứa vừa năm ngón chân. Đôi giày quá nhỏ chẳng ăn nhập gì với chiếc váy sang trọng của Christina Hendricks. Đôi giày, nỗi đau thời trang của Rihanna có giá 10,000 đô la 235 triệu 084 290 đồng Việt Nam. Chiếc quai trong trên đôi giày như đang ngăn máu lưu thông ở bàn chân Jennifer Hudson. Christian Louboutin đã tạo ra một đôi giày cao gót. Được lấy cảm hứng từ vai diễn Angelina Jolie trong bộ phim Maleficent của Disney, phần gót được điêu khắc giống như sừng của Maleficent. Đôi giày Alexander McQueen Armadillo của Lady Gaga làm chúng ta liên tưởng đến các vũ công múa ba, lê. Hãy thử tưởng tượng bạn phải đứng bằng mũi chân trong cả buổi tối. Daph Guinness không hề thua kém chị em với mẫu giày không có gót. Ngón chân của Julian Moore chiếm hết spotlight của chính chủ tại liên hoan phim Cannes 2013. Ở thời kỳ quái dị, đỉnh cao, Lady Gaga từng mặc một cây thời trang thịt sống. Cảm tưởng như từng đốt trên gót giày của Holly Madison sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Kim Kardashian giúp chồng quảng cáo mẫu giày mới trong bộ siêu tập Yeezy Season 4, rất tiếc chẳng ai thấy đôi bốt trong suốt này có tính ứng dụng cao. Jessica Alba đã có một lựa chọn sai lầm trong buổi trình diễn của Dior tại tuần lễ thời trang Paris năm 2011, đôi giày quá mong manh, khiến cô không thể đi trên một đường thẳng. Thật lạ lùng khi Lady Gaga có thể tự đi lại trên đôi giày khủng bố này. Chính thợ làm giày của Lady Gaga cũng phải lên tiếng nhắc nhở chị em các mẫu giày này không? Nên, dùng, để đi lại bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại